Vậy thì đầu tiên nha, chúng ta biết cái mắt mà có 4 điểm nha. Đầu tiên nhất là gì? Bệnh nhân mở mắt tự nhiên 4 điểm. Nhưng mà lại kêu mở mắt 3 điểm. Kêu không mở mắt mà kích thích đau mà mở mắt 2 điểm. Mà làm gì cũng không mở mắt hết là 1 điểm. Kế tiếp là lại nói tức là gì? Rồi nha, là chữ V, mình nói là chữ V. Lời nói nó có 5 điểm. À, chúng ta lại hỏi bệnh nhân cho là đúng hết trơn, 5 điểm. Nhưng mà chúng ta hỏi bệnh nhân trả lời sai. Em ví dụ rồi, như bạn này là bạn tên Nam đi. Hỏi là em tên Nam không? Không. Tôi tên là nữ. Thế gì? Họ hiểu trong cái lời là mình hỏi tên, nhưng mà họ trả lời rất khi là trả lời sai. Thì chúng ta đánh 4 điểm. Giờ tiếp theo nữa chúng ta hỏi tên gì, nếu mà là em chưa có đi toilet, tức là gì? Cái câu hỏi này họ không có hiểu câu hỏi của mình, họ chỉ biết có người hỏi thôi, hoàn toàn không hiểu nội dung câu hỏi. Ba điểm. Đây là cái từ là trả lời không phù hợp đó. Trường hợp thứ nhất, hỏi người ta nhìn nó quá lớn, tức là gì? Không phát ra được cái lời nói tiếng động gì hết. Hai điểm. Và cuối cùng hỏi gì trong như nói bảo vệ thì đọc kết lại cái lời nói có 5 điểm, nếu mà trả lời đúng 5 điểm, trả lời sai 4 điểm, trả lời không phù hợp 3 điểm, trả lời bằng những từ cú ớ vô nghĩa 2 điểm, và không trả lời gì cả 1 điểm. Và cái cuối cùng là vận động. Em à, 6 điểm. Thì chúng ta đánh giá đầu tiên nhất là bệnh nhân làm hay đi lại, tức là kêu giơ tay khi mà vậy mà chạy 6 điểm. Mà kêu giơ cũng giơ gì hết, mà đi rồi lại nhéo cái. Ví dụ như anh nhéo cái tay á, để lấy tay người gạt cái tay ra, tức là ta biết chỗ nào ra 5 điểm. Mà giờ anh nhéo cát người nào cũng biết đau mà không dơ đâu á, tức là không có gạt cái tay nghe, tức gọi là đáp ứng không muốn biết tức đau 4 điểm. Mà khi biết tức đau bệnh nhân gồng hay chân duỗi hay chân duỗi kêu là gồng mất nhỏ, tức là tổn thương mình đã áp lực lên nó tăng lên là tổn thương nguyên cái vỏ não rồi. Cái cơ chế của chúng ta tổn thương vỏ não chúng ta cái dòng hai chữ nhé, hai chữ là dưỡng thẳng như vậy ha, kêu là dòng mất vỏ 3 điểm. Còn cái thứ ba bệnh nhân dưỡng thứ chi, dưỡng thẳng thứ chi này kêu là dưỡng mất não, tức là tổn thương không còn bên ngoài vỏ não nữa mà đã đi sâu vào trong não, như là dưỡng mất não thì đây là hai điểm. Và cái kiến thức bệnh nhân này luôn không còn phản xạ muốn nhất gì hết mà bị điều tổng kết lại cái trận đấu này cái o đó nè mù không đúng nhỉ, mù vào đi ra câu này đi. À, đúng rồi, voice nó quan trọng. Vậy tổng kết lại cái vận động bệnh nhân làm cái lệnh là 8 điểm, bệnh nhân đáp ứng đúng cái thức cao là 5 điểm, bệnh nhân đáp ứng không đúng cái thức cao là 4 điểm, gần mất nhỏ và ba điểm, đuổi mất não là 2 điểm, và nằm im là 1 điểm. Anh nhắc lại nha, mắt mở mắt tự nhiên là 4 điểm, gọi mở mắt là 3 điểm, thích ta mở mắt là 2 điểm, và không mở mắt là 1 điểm. Lời nói trả lời đúng 5 điểm, trả lời sai 4 điểm, không phù hợp 3 điểm, tự với một nghĩa 2 điểm, không trả lời 1 điểm. Thế thì khi một bệnh nhân mà chúng ta đánh giá ba cái vấn đề này
nó cộng lại nha, thì thấp nhất nó là 3 và cao nhất nó là 15. Thì lắc lô không có hai điểm được đấy, lắc lô không có lắc lô hai điểm. Thế thì ngày xưa đi học có một mẹ ăn đó, đi ngoài trên rồi bệnh nhân bên sau lắc lô không điểm, ông thầy cho không điểm luôn. Thì thấp nhất là một điểm rồi, đâu có không đâu. Vậy thì nếu mà bệnh nhân mà 14 và 15 điểm thì đây là bệnh chúng ta kêu là chúng ta. Vậy thì em đánh giá các bạn cái bên này bệnh không? Bệnh nhân thì chín cho đến 13 là lơ mơ. Và bệnh nhân 3 cho 8 là về đó. Cứ đánh 3 cái này mãi giờ như là 8 rồi. Mà nếu mà cộng lại cái nằm có khoảng nào rồi nó là tri giác đó, tỉnh lên ngoài nghe. Chắc ăn đây thì chắc là không ai là lên mơ được. Thì tỉnh kiến thôi. Trừ trường hợp nào sao? Thằng nào cũng buộc trong lớp thì có thể lên 14 điểm. Tại nó nhắm mắt mà kêu nó mở. Đúng không? Kêu không mở luôn là nó thấp hơn nữa. Vậy thì cái thang điểm nó vô này không chỉ ứng dụng trong chấn thương sọ não không, mà còn ứng dụng trong những cái vấn đề khác, những bệnh lý khác nữa. Ví dụ như chúng ta gặp một trường hợp bệnh nhân tai nạn giao thông trên đường, hoặc là gì chúng ta đi đâu chơi đáp để ở đâu đó gặp một trường hợp bị ngất, hay một trường hợp mà bị mất đi giác hay là như thế nào, thì chúng ta được áp dụng phương pháp này để mà biết bệnh nhân này là đang tỉnh lơ mơ hay là hôn mê. Thật sự nó có nhiều cái vấn đề nhiều chi tiết đấy, nhưng mà khi chúng ta đặt lòng quen rồi trong vòng 3 giây rồi chúng ta biết được bệnh nhân này tỉnh lơ mơ hay không thì chúng ta quen rồi đó. Tại vì sao? Tại vì á, một người mà làm hơi tỉnh thì thường là làm sao mà lơ mơ được, đúng không? Cái này sáu điểm thì không có làm một được, không thể. Tức là nó sẽ đi đâu nha, thường nó chia ra thì nó phức tạp, nhưng mà khi gặp lại nó chỉ có vài cái thôi. Một là tỉnh là gì? Nhưng em thấy người ta thì em hỏi lại, em lại hỏi thì các bạn này em lại hỏi em tên gì? Rồi 15 điểm, có sáu điểm. Hỏi câu là biết là 15 điểm. Tại sao? Bạn mở mắt, đúng không? Bạn trả lời đúng. Theo như vậy đi. Mà gì? Bạn làm cái bí lĩnh rồi. Anh kêu bạn hay giờ tay trên kêu mở miệng nó hỏi đó. Vậy là làm cái lệnh thì là hỏi câu mà biết 15 điểm. Còn khi nào mà nó bệnh nhân thật sự hôn mê luôn thì chúng ta đứng lại chúng ta suy nghĩ xem bệnh nhân là con gì. Tại sao tôi biết không? Bệnh nhân bị chấn thương sọ não vào giảm tri giác thì chúng ta cứu được bệnh nhân ở giai đoạn này. Nếu mà bệnh nhân mà ở giai đoạn từ 9 đến 13 điểm thì chúng ta cứu được bệnh nhân gần như là khoảng 90-95%. Nhưng mà rơi xuống giai đoạn hôm nay này rồi thì khoảng từ 20-30% cứu được 10 người cứu được 2 người. Nó cô càng thấp thì càng có cứu nè, 3 điểm hầu như là không cứu được. 4-5 điểm thì 10 người cứu được 1 người thôi. Còn từ 5-8 thì 10 người cứu được 2-3 người. Tại sao? Tại vì cái thang điểm nó cô này càng thấp chứng tỏ áp lực nội sọ càng cao, và thời gian bệnh nhân chịu áp lực này càng lâu, đã chịu lâu rồi thì đó vô không thể cứu được. Cái người bị chấn thương sọ não giống như một người chết đuối. Người chết đuối rớt xuống sau 2-3 phút kéo lên thì cứu sống. Một người nông dân rồi cũng cứu sống mà. Tại cả là người cả không tỉnh. Nhưng mà nếu cái người đó mà rớt xuống sông 10 phút rồi kéo lên thì giáo sư, tiến sĩ hay là Mỹ gì đó đi đến Mỹ cũng không cứu sống nữa. Chấn thương sọ não cũng vậy. Khi mà nó tăng áp lực mà sọ lên, chúng ta phát hiện mà chúng ta dưới 4 giờ cứu được. Nhưng mà càng xa 4 giờ thì hầu như là gì? Giống như bệnh nhân càng chết đuối, cái nước càng lâu.
không có được chống nghĩa.